em chết mê dạ. Trông cứ như búp bê nà, tự nhiên lại đến đứng kế. Chạm vào tim vô tình tai tái tê. Đã có ai đi lên quanh trong con tim của em hay chưa hỡi em? Nhà anh thì là nhà thuê, nhà tìm em ở luôn không vấn đề anh hề. Muốn yêu đương hợp pháp với nhau không em ơi? Anh theo em về nhà gặp mặt hai bát. Và nếu chẳng ai hiểu nhau hơn hai ta, nhịp nhau sẽ gặp người tâm đầu ăn ý, ý, ý. Anh có em rồi, cơ mà em thích anh hôn. Em cứ nhân lời lặng dắt em về làm dâu của má anh đi. Mình cưới nhau luôn, mang cưới em liền, hay là em thích bây giờ? Anh là người mẫu, người gương mẫu cho con anh noi theo. Người chăm từng bữa cơm trong gia đình, chứ không phải quất cái nhà là sợ tay trôi neo. Thôi fail, anh không giỏi trời mưa hay lội đèo. Hơi này thề kiểu đó ai dám hốt. Chỉ thề sẽ đốt cuốn sổ hộ nghèo, để ngày nào em cũng mang sáng trên lan mắt 81. Trên bó hoa ta biết cho chỉ đằng ngọn, nhưng tôi biết gai trên cánh hồng nhọn. Anh cũng là con ông hám mật đây, coi như tụi mình có duyên làm đồng bọn. Em gật đầu ừ là anh đưa em gặp số gạo. Cuối tháng em xòe tay là lương anh bỏ vào. Hơn 20 xuân xanh anh cũng đi tìm mít. Nhưng mà ngoài em ra thì đâu còn nhỏ nào. Em khiến anh chết mê dạ. Trông cứ như búp bê nà, tự nhiên lại đến đứng kế. Chạm vào tim vô tình tai tái tê. Đã có ai đi lên quanh trong con tim của em hay chưa hỡi em? Nhà anh thì là nhà thuê, nhà tìm em ở luôn không vấn đề anh hề. Yêu cứ nói ra là yêu, cứ nói ra là thật lòng mình là được mà yêu. Cứ nói ra là yêu, cứ nói ra là anh có thêm rồi. Cơ mà em thích anh hôn, em cứ nhận lời làm dắt em về làm dâu của má anh đi. Trong con tim của em hay chưa hỡi em? Nhà
anh thì là nhà thuê, giờ tìm em ở luôn không vấn đề, anh thề yêu thì ta cứ nói ra là yêu thì ta cứ nói ra là thật lòng mình là được mà yêu thì ta cứ nói ra là yêu thì ta cứ nói ra là anh có thêm rồi. Là anh có thêm rồi, rồi cơ mà em thích anh hôn, em cứ ngược lời, làm giấc.